Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Marginal. Hiện tại, phân khúc 4 triệu đồng thì bên cạnh sức hút của những chiếc iPhone 6 lock thì mình nhận thấy rằng Redmi Note 4 cũng đang là một sự lựa chọn mà được rất nhiều anh em quan tâm. Redmi Note 4 thì đang sở hữu 2 trên 3 cái yếu tố để trở thành một chiếc thiết bị giải trí cực khủng. Đó chính là màn hình lớn và thời lượng pin trâu. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ thử chơi game trên thiết bị này xem nó có cái khả năng chơi game đến như thế nào. Và liệu xem nó có nên mua ở cái phân khúc là 4 triệu đồng hay không nhá. Và ở đây thì mình đã tắt hết ứng dụng chạy ngầm rồi. Và mình sẽ thử chơi xem nào. 2, 4, 6, 8 tựa game. Đầu tiên là Zombie Tsunami. Với những cái tựa game nhẹ như này thì mình nghĩ rằng nó không thể làm khó được cái chiếc máy này. Đến chiếc iPhone 5C hôm qua thì nó còn ok nữa là. Nói chung là mình chơi để nó lấy đa nhiệm thôi. Và một điểm lưu ý đến các bạn đó chính là phiên bản trên tay mình đó chính là chạy con chip là Snapdragon 625 nhé. Chứ không phải là X20 như các bạn đã chém như hôm trước đâu. Tiếp theo là Cutthroat. Và phiên bản trên tay mình đang chạy là 3GB RAM. Rồi mình sẽ chơi thử tựa game Subway Surfer. Nó rất là mượt, thao tác của mình chạm vuốt rất là sướng luôn. Nói chung là những cái tựa game nhỏ nhẹ này thì rất khó để có thể làm có những cái thiết bị là tầm trung hoặc là giá rẻ như này. Planet Zombie, tựa game này nó sẽ nặng hơn đôi chút. Và mình sẽ chơi thử một tựa game tiếp theo là Phantom. Chút nữa. Hôm qua thì mình đã thử trên chiếc iPhone 5C thì nó đã phải hạ xuống cái mức đồ họa là mức lao rồi. Và mình sẽ thử xem chiếc Redmi Note 4 này nó sẽ ở mức đồ họa nào nhé. Hơi giật lag. Đây là một điểm yếu của Android rồi. Đó, các bạn có thể thấy rằng cái hiệu mình đâm xe rất là chuẩn luôn. Thao tác mình phanh nó cũng rất là chuẩn. Nó phải trở thành cái chuẩn mực. Đấy, khi mình phanh này thì cái hiệu ứng hình ảnh nó cũng chậm chậm theo, nhìn khá là phê. Úi xời, đây. Mình sẽ thử tựa game Liên Quân xem sao. Có thể thấy rằng iPhone Redmi Note 4 này thì qua thời gian chơi thì nó cũng không nóng lắm. Nó có nóng nhưng mà cái vùng nóng ở đây nhiệt độ của nó cũng tỏa ra không quá là nhiều. Và khi mình chơi này, mình cầm như này thì cũng rất ít khi là che vào cái loa này. Thường thì mình sẽ như này, cầm như này thì đúng cái chỗ mà mình không chạm vào thì nó sẽ là cái chỗ mà phát ra âm thanh. Có thể thấy rằng cái lợi ích của cái phần viền trên và viền dưới đã được thể hiện một cách rất là rõ ràng. Mình đã
đặc biệt kết cái phiên bản màu đen này luôn. Màu đen, đen luôn. Rất là mượt, một cái tính năng rất là tuyệt vời của Android. Với 3GB RAM thì Redmi Note 4 đã bị khởi động lại. Rồi tiếp tục lại là khởi động lại. Ở đây thì mình đã có tựa game Vanguard, nhưng mà do mạng nó kém nên là mình cũng không chơi được. Đấy. Ở phòng của mình đang mạng khá là yếu nên là chúng ta sẽ khó thể chơi được. Lần đầu tiên mình chơi luôn á. Anh em cho yêu cầu anh em này thử. Và đây thì mình đã nhờ anh Nam, một editor của kênh Mock Channel, để anh ấy có thể chơi Liên Quân cho chúng ta. Anh có thể vào chơi bằng cái nick của anh đi. Nick của anh ở Pháp là... Anh chơi và anh thử đánh giá xem chiếc Redmi Note 4 này có chơi Liên Quân ngọt hay không nhé. Đây rồi, chuyển đây. Rồi, vào rồi à? Vào rồi. Anh thường hay đánh gì? Anh thích đánh gì cũng được. Đánh cái nào đồ họa cao nhất là cho nó... Thường cũng như thế mà. Đấy, mình sẽ chơi bàn 5 đồ ăn. Quảng cáo thế rồi, xuống kim cương 1 à? Đó là ông chơi thì thừa đấy. Vào. Này, đã vào. Này, mình sẽ đánh con Violet này đây. Cầm gầm thét đi. Bắn đi nhanh. Đấy, có người còn nhường ra đi, không nhường trẻ trâu luôn, không nhường không AFK đi. Không thích nhường. Không thể điều khiển đi được. À đây, mạng đã ổn định rồi, đánh rồi. Đâu anh có thể ơ đi rồi. Được rồi chứ. Vâng, mình sẽ solo với con này luôn. Chạy đâu? Đấy, chơi. Ôi, lại lag rồi. Anh em ơi. Chạy đâu, chạy rồi. Cái trụ bắn. Có chết rồi. Chẳng nha. Thôi được rồi, nếu mà bỏ qua cái phần mạng kém đi thì anh nhận thấy rằng chiếc Redmi Note 4 này đánh game này có mượt không? Nó rất là mượt mà không giật lag. Mỗi tội là do mạng kém thôi. Do mạng thôi đúng không? Còn đồ họa nhìn nó cũng rất là chuẩn, như iPhone 6 luôn. Con máy này là con máy gì? Redmi Note 4 anh ơi. Anh thấy liệu cái chiếc máy này có đáng mua hơn chiếc iPhone 6? Về thiết kế thì anh có thích thiết kế này của chiếc máy này không? Chiếc máy này thiết kế rất là đẹp. Mình cũng rất là thích cái chiếc như này. Liệu anh có đổi chiếc iPhone 6S sang chiếc máy này không? Chắc chắn là tôi sẽ đổi luôn. Tí tôi sẽ đổi luôn cho Tuyền. Được. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Nó chơi rất là mượt mà nhá. Rồi, đã được phá hủy. Mình đã chiến thắng. Nhìn như này là biết mình đã chiến thắng. Thế thôi. Thôi được rồi. Qua cái phần chơi của anh là anh cũng nhận xét là cái chiếc máy này là chơi game cũng là mượt rồi đúng không? Đúng rồi, đủ mày... chơi rồi đúng không? Mày mình có thể chơi tất cả các game mobile hot nhất hiện bây giờ. Tại vì cái này nó lại phụ thuộc vào mạng nữa đúng không anh? Chứ còn đồ họa này là giống nhau hết. Đẹp rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi. Thôi, và vừa rồi là đánh giá của mình cũng như là đánh giá của anh Nam về cái chiếc Redmi Note 4. Và mình nhận thấy rằng chiếc Redmi Note 4 này hoàn toàn có thể trở thành một chiếc điện thoại giải trí tốt nhất trong phân khúc dưới khoảng 4 triệu đồng. Cũng không hẳn là tốt nhất nhưng mà nó hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu giải trí của các bạn. Các bạn quan tâm đến sản phẩm này thì có thể truy cập website macmobile.vn để tham khảo giá bán cùng với các khuyến mại đi kèm.
view của mình đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. À, nhận xét gì về chiếc máy này thì cũng để lại ở phần bình luận nhá. Bye bye.